Liên quan tới hoạt động trên tại Hà Nội trong thời gian vừa qua, nhiều mô hình gian hàng không đồng, siêu thị không đồng hay siêu thị bình ổn giá đã phát huy được tính hiệu quả trong việc đảm bảo cung cấp thực phẩm thiết yếu cũng như hỗ trợ cho người dân trong bối cảnh khó khăn. Và đặc biệt, thời gian gần đây, một chuỗi cửa hàng 3-0 hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ cũng đã được triển khai trên nhiều tuyến phố, phục vụ nhu cầu của người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong thời gian giãn cách xã hội. Người dân tại đây không còn chợ dân sinh, nhưng với cửa hàng bán rau củ quả thiết yếu này là một cách làm hay để hỗ trợ người dân. Đây là mô hình nằm trong chuỗi cửa hàng thực hiện bán hàng theo tiêu chí 3-0, là không người bán, không tiếp xúc và không giám sát. Với không gian khoảng 10m², trong đó các mặt hàng rau củ quả các loại được đóng gói với giá niêm yết dán bên ngoài, người mua tự lựa chọn và tự trả tiền. Trong điều kiện mà tất cả người dân phải ở nhà, không được ra khỏi khu vực, tức là nếu mà đi thì chỉ đi quanh được những khu vực mình cho phép thôi, thế thì không ra khỏi được cái khu vực đó, thì việc mở cái cửa hàng này thì rất là có ích, phục vụ thiết thực cho mọi người dân. Thứ hai là giá cả tôi thấy là hợp lý, chúng ta mọi người đều có thể mua với cái giá như thế là rất là phù hợp, và thứ hai là nó phục vụ rất là kịp thời cho mọi người. Gian hàng thiết yếu của phố tôi đã mở được mấy ngày và tôi thấy là nó rất tiện ích, phù hợp với cái nhu cầu của người dân trong thời điểm hiện nay, tức là mình không phải tiếp xúc với nhiều người. Đấy là mình cứ mỗi một khay thực phẩm thì là 10.000, thả 10.000 vào đấy thì mới lấy đồ về. Hàng ngày thì người dân đều qua lại chủ yếu mua vào buổi sáng và cũng đảm bảo giãn cách, chứ không tụ tập một lúc đông người. Từ 6 giờ sáng, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Okono Việt Nam đã chở rau củ quả đến, mỗi gian hàng khoảng 100 khay với giá 10.000 đồng một khay. Gian hàng mở cửa từ 7 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày. Người dân giữ khoảng cách và lần lượt chọn đồ, tự bỏ tiền vào thùng. Nếu hết hàng, hệ thống sẽ đưa hàng tới bổ sung. Người dân mua thì cũng dễ dàng chọn lựa mặt hàng mình có thể muốn và cũng không phải tiếp xúc với cả nhiều người, và tiền thì cũng thanh toán cũng dễ. Đầu tiên là đến vì tò mò, sau đó là vì lần đến tiếp theo thì là sản phẩm tốt và họ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ. Thứ hai là về ý thức người dân mình khá là tốt. Điều đặc biệt là mô hình này dựa trên sự trung thực, tự giác của khách hàng. Và trong thời gian giãn cách xã hội, cửa hàng còn có chính sách cho người mua có hoàn cảnh khó khăn, mua trước, trả tiền sau khi hết giãn cách. Thì tôi nghĩ rằng nên nhân rộng các cái công việc này nhiều hơn nữa trong tất cả những cái phố và những cái nơi mà có phải thực hiện giãn cách. Dù còn khá mới mẻ, nhưng hiện chuỗi cửa hàng 3-0 đã có mặt tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự kiến mô hình sẽ tiếp tục mở thêm lên 10 cơ sở, tập trung ở những địa điểm đông dân cư, xa chợ và duy trì tới khi thành phố hết giãn cách.